đến cho Thanh là 7 điểm. Và tổng điểm của Huyền Thanh ngày hôm nay đó chính là 8,3 điểm. Chúc mừng Huyền Thanh là người ở lại. Và rất tiếc phải nói lời chia tay với Hạnh Tâm. Mà được nhiêu tuần tuần trước nữa đó, 5 kg, 3 kg 4. Tuần này là 2 kg 7. 50 kg nữa thôi. 50 kg nữa. Thật ra là em với em 110 mấy ký, em vẫn đẹp. Cũng yêu quý Tiên hết, tại vì tính của Tiên thì rất là dễ thương, mình nghĩ gì nói vậy. Bởi vì bản tính rất là dễ thương, cho nên là từ ban tổ chức cho tới tất cả anh em trong nhà chung thì ai cũng rất là thích Tiên. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với tập 4 hậu trường của chương trình Bước Nhảy Ngàn Cân được phát sóng trên kênh VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam vào lúc 9 giờ. Ở tập này chúng ta hãy cùng xem các thí sinh nghĩ gì về nhau và các mối quan hệ của các thí sinh như thế nào nhé. Chị Bạch Tuyết. Chị không phải Bạch Tuyết. Cô bé hàng đỏ. Ủa gì hả? Bé hàng đỏ hả? À. Ủa tôi nhìn với Bạch Tuyết vậy? À rồi, cô bé hàng đỏ. Cô đã chị chửi chưa? Hay như em nhớ nha, trong câu chuyện con bé hàng đỏ là cô bé để mang bánh đưa cho bà đúng không? Thì không biết trong kịch nội dung của chị thì có gì thay đổi không? Là chẳng hạn như mình đang đi đem bánh dưới đường, mình ăn hết bánh luôn. Trong này, trong cái bài của Thảo và anh Hải thì không có cái phần đoạn đó. À không có phần đoạn đó. Người nhỏ sẽ là khi lúc đó cô bé đi vào rừng và gặp chó sói. Thì sau đó là cô bé chạm trán với chó sói. Như một con sói. Anh hello sói. Đây là sói, là bên Hải. Sói mà sao nhìn cũng cùi. Gì vậy sợ? Không, thật ra thì với con sói không biết là em thấy anh là con sói chỉ có cảm giác áp lực khi đứng lại bé mặt anh lọ lỡ như vậy nha. Thực sự thì áp lực thì không có, mà nghĩ là nếu mà kỳ này thành công thì mình sẽ rất là no bụng đây và kiểu sẽ bị đầy hơi rất là nhiều ấy. Sai hả? Đấy, với một cái body như vậy thì bình thường người ta ăn một người thôi, cái này ăn chắc nửa người no rồi. Trong câu chuyện của bé Hoàng Hồng Đỏ thì cái kết mà đúng như chuyện thì sẽ là chó sói vẫn sẽ là người nuốt bé Hoàng Hồng Đỏ, đúng không? Nhưng mà tới cuối cùng thì bắt thợ săn, nhưng mà bây giờ chỉ có hai nhân vật thì các bạn nghĩ kết như thế nào? Kết thúc mở và mình sẽ là, em sẽ là các thợ săn. Hai hai nhận kiệt một đồ rất là cổ trang, thì không biết hôm nay kiệt sẽ đem tới cho khán giả một cái màn trình diễn gì nha. Thì với bộ đồ này thì đóng một cái vai chuyện tình rất là nổi tiếng trên cổ tích. Mua Lan chút nữa. Chị không biết là kiệt đã làm gì để nhập vào cái vai Mua Lan. Thì vai Mua Lan á, vai buồn nên nguyên một phần nữa cái mặt là cũng phải chụp để thông xuống. Hôm nay em thấy chị có vẻ đẹp hơn mọi ngày. Trong biết bộ trang phục này thì hôm nay chị sẽ mang đến gì giới thiệu cho khán giả? Bộ trang phục này thì hôm nay chị sẽ là một cô tắm. Cô tắm thời A Còng hả? Không, một cô tắm nó rất là dịu dàng chứ cũng không phải cô tắm thời A Còng, nhưng mà về khúc cuối thì nó sẽ có một số xoay chuyển và sẽ xảy ra một điều bất ngờ. Dạ. Bạn thì không biết hôm nay với một bộ trang phục rất là đẹp, rất là lộng lẫy, đính rất là nhiều kim hộp lộ lên trển, thì không biết bạn thả thân gì rồi trong một hai bạn xin học gì mới đây. Cô ấy sao mà đẹp quá vậy? Anh làm chào thầm là người đẹp và mới bạn. Vậy là bạn là mới vợt, còn một người là người đẹp. Còn mình nhìn hai sơn bộ thay đồ chưa? Ủa, thay đồ thay rồi ạ. Thay rồi hả? Một bộ đồ rất là khó đoán. Bạn có thể cho mình biết được là với bộ đồ này bạn sẽ phát hơn thành ai? Tuần này mình sẽ hóa thân thành một con trưởng quê.
toán này biết phải là cái cổ tích cốc điện trời hả hay gì? Cốc điện trời không biết mà lúc rồi đúng không? Nói chung là nó có liên quan đến con cóc. À, ủa là con cóc hả? Nhưng mà nó là họ hàng gần giống mà con này. À cũng đấy, vậy là cái cốc điện đó là mình sẽ vào vai hoàng tử ấy. Hoàng tử ớt. Thì là ý là mình sẽ không được con gái nào sau cái mình biết thằng hoàng tử đâu đâu cái chuyện này ngược lại không mình mình biết à quên rồi chết là ok khó khăn cái chồng chứ thôi khó lắm khó khăn đủ đường hết rất là khó bởi vì á về cảm nhận thì chị dễ dàng đặt mình vào trong nhân vật bởi vì chị là một diễn viên nhưng mà Hoa thì không phải như vậy. Hoa cũng chưa có sự trải nghiệm thậm chí là trong cái đau khổ của tình yêu để biết rằng yêu và đau khổ và phải sống chết một người nào đó là như thế nào. Trời ơi tôi phải nói em làm ơn yêu chị, em yêu chị trong tuần này em phải yêu chị, em yêu chị đến mức không ai có thể yêu chị hơn. Em sợ chồng chị, em yên tâm. Tuần này em yêu chị thoải mái. Chị bảo ok. Chị bảo ok luôn. Nó phải chơi trên sân khấu, chị có thời gian rất là lâu thì phải làm hết mình. Mình không tin thì sao khán giả tin được. Em biết là hôm nay chủ đề của mình là cổ tích. Thì anh theo trong phong cảnh của Việt Nam thì nếu mà như anh thì thuộc về của Việt Nam hả? Của Việt Nam hả? Anh có biết không? Anh có biết cái nào rồi? Vậy chẳng hạn như nước ngoài đi. Nước ngoài thì có nhiều cái Cinderella. À Cinderella. Mà anh thích mấy cái, anh không có thích mấy cái khách của Disney. Anh thích của The Grimm. Biết Grimm không? Nó là mấy người nó viết cái câu chuyện mà nó hơi quái một tí xíu. Nó thực tế hơn tí xíu. Và mấy cái kết quả nó không có giống mấy cái phim mình hay thấy. Dạ, em chào chị. Thì em được biết là hôm nay là chủ đề của mình là chủ đề cổ tích. Thì không biết là trong lịch sử Việt Nam của mình là trong những câu chuyện cổ tích thì chị thích câu chuyện nào nhất? Và nếu mà được hóa thân vào thì chị sẽ hóa thân vào như một người. Không biết là em có biết cái chuyện chàng thư sinh và cốc tí không? À dạ biết. Ừ, thì thư sinh chăm học và cuối cùng thì được đỗ đạt trạng nguyên và trở thành phò mã. Chị thích tấm đàn cốc tí. Ồ, là một cái chàng rất là nguyên. Có nghĩa là chị thích là một cái nhân vật có phép thuật tuy là xấu xí trong một cái ngoại hình không có được đẹp. Nói chung là ai gặp cũng chê nhưng mà thật ra là ở bên trong đầy quyền lực và có rất là nhiều điều để khám phá. Thì ở với nhau cũng được gần 4 tuần đúng không chị? Thì chị cảm thấy mình tốt ra nhất và chị cảm nhận về mình như thế nào? Trong ngôi nhà chung chị là một người lớn tuổi nhất, cũng gọi là một người chị nên nói thương ai nhất thì chị không thể nào nói được, bởi vì tất cả thì ở dưới đều là em của chị và chị được chăm sóc và lo lắng và ai cũng như ai, nên về riêng thì không có nhưng mà chăm sóc chung thì tất cả, tại vì tất cả đều là em của em. Lúc từ đầu từ đầu khi mà vô nhà chung khi mà gặp chị Tiên thì thấy chị Tiên là rất là dễ thương. Và khi tiếp xúc với Tiên, nói chuyện với Tiên thì mới biết là không thể dễ ngoài dễ thương với Tiên. Tiên đâu hết á. Tính tình thì cũng rất dễ thương. Tiên ra. Trong đây. Lâu mình tập với Tiên. Anh chào Tiên Lâm. Anh chào Tiên Lâm. Nhưng mà Tiên là người sống rất tình cảm, rất cảm xúc, rất là dễ khóc. Sơn là em trai của em với cả là Sơn. Không ạ, Sơn là em trong phòng thôi. Hai đứa một cạnh nhau. Nên là hai anh em rất thân thiết với nhau. Cũng không có cái gì nhiều, hai anh em thường hay giúp đỡ và quan tâm nhau. À, tính tình của Sơn và cảm thấy như thế nào? Sơn thì nó rất là trẻ con, còn mình thì em tính em của em cũng trẻ con nhưng mà tính tình mình vẫn là lớn hơn nó, nên là hai anh em thì lắm lúc cãi nhau thì cũng không cãi nhiều, với cả còn hay chơi nhau. Có hay mất lòng quan điểm gì không? Hay là ở chung phòng với nhau thì có vệ sinh này nọ? Thường thì hai đứa là ở sạch nhất nên là hai đứa ở sạch nhất. Hai đứa ở sạch nhất nên là vệ sinh và đi dọn hộ người khác, không phải là Sơn thật xấu hay giỏi. Có lần nào mà không phải là hay giỏi mà là do hay trầm tư suy nghĩ, nói chung là như bị tự kỷ. Một thí sinh cũng đồng thời một người anh, tuy em mới quen thôi nhưng mà thực sự tính anh thì rất là tốt. Và không từ từ quay nghe
mình nãy mình bỗng nhiên quen rồi, quen rất là kẻ xấu về Sơn, nên bây giờ quá ơi đừng 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 nên là bây giờ của mình nữa kẻ tốt là chuyện bình thường rồi, giờ mình kẻ xấu đi. Có gì xấu cũng không biết ăn đâu. Quang rất là hay trêu Quang, anh Quang rất là hay trêu mình và hay rất hay cứng béo và đêm ngủ thì hay sửa soạn thân thể mình để cấu véo rồi để cù mình nên rất là khó chịu, đôi khi phải đứng gồng lên mà đánh lại anh ấy. Nhưng mà thực sự thì anh em rất là quý nhau nên Thương chắc là thân nhất vì ăn ngủ bên cạnh. Ngủ bên cạnh ai? Đang Sơn. Ủa Sơn ngủ bên cạnh? Là Quang cũng ngủ bên cạnh Sơn, Sơn nằm giữa. Đúng rồi, ơ right. Vậy là cũng hết Sơn như thế nào? Nói chung là mình thấy là Sơn là một người rất tình cảm, anh em hay suy nghĩ, hay kiểu nói những cái mà tất cả mọi người đều biết ấy. Kiểu ví dụ khuyên mọi người nên thế nọ thế kia, tất cả mọi người đều biết nhưng mà lại nghĩ là mọi người không biết thế nào kiểu rất tốt. Thật sự là trong mấy tuần qua, 4 tuần qua thì các thí sinh nỗ lực vượt bậc, nói chung không bao giờ chị nghĩ là một trong một tuần lễ mà chị có thể giảm được từ 5 cho đến 7 cân, nhưng mà có thí sinh đã làm được điều đó. Và thì em nghĩ đây có nghĩa là trong một tháng thôi mà giảm cả chục, hàng chục cân như vậy. Thậm chí mình nhìn các thí sinh mà mình nghĩ lại sao mình đỡ quá à. Mình chỉ muốn có nửa cân để giảm thôi mà không làm được. Chị nghĩ đâu cần phải giảm đâu, chuẩn rồi. Có. Chị muốn giảm nữa hả? Ừ, đến với chương trình này được giao nhiệm vụ là một cái cô gái có số đo ba vòng khá là tiêu chuẩn một chút xíu, cho nên muốn làm phải thắt chỗ này cột cho kia để nó ra được cái vòng là chữ S, chứ nếu không là khó làm cái vòng nữa. Trong các thí sinh mà anh nghĩ là ai là người có tiềm năng? Có tiềm năng tiềm năng hả? Tiềm năng, tiềm năng thì từ đầu đến giờ thì ai cũng tiến bộ. Nếu mà nói về nhảy múa và chuyên môn về nhảy múa thì một số bạn thì cũng có kinh nghiệm nhiều hơn. Quang cũng là một dancer, là trước khi tham gia cái chương trình này Quang cũng là một bạn dancer nè, và bạn nhảy chung với Quang Đăng. Dạ, chị gì đó cũng học ballet. Xong có một số bạn giống Thủy Tiên chưa bao giờ nhảy múa. Nhưng mấy cái tuần đầu tiên thì anh cũng nhận xét là ô cái bài này biên đạo rất là thông minh, thì mình không có thấy cái hạn chế của Tiên. Nhưng mà trong tuần này đó, lúc duyệt bài thì anh cũng thấy là bây giờ Tiên đang tiến bộ, và mấy cái động tác của Tiên bây giờ nó cũng là động tác nhảy múa, nó cũng không phải là diễn. Thì anh thấy tất cả mọi người, mọi thí sinh trong cái chương trình này đang phát triển. Giờ mình phải trình diễn một bài Broadway thì cái này không phải giới thiệu quý và nó rất là khỏe, nó thật diễn mặt đơn kiểu thế nên là mình hơi sợ. Mình giảm tí ra đều, mỗi tuần giảm được khoảng 2 cân 2 cân 2, chắc là tuần này cũng thế. Nó sẽ có xảy ra sự sốt rất là cao. Chị nghĩ trong tuần này chị sẽ giảm được bao nhiêu ký? Hôm nay thì mình không có nghĩ là một tuần giảm bao nhiêu ký được, nhưng mình luôn cố gắng hết sức những gì mình có thể. Tại vì cơ địa mỗi người có những cơ địa khác nhau, và mình chỉ biết cố gắng mà thôi, chứ mình mình làm điều gì đó tới khi dù còn ở lại hay là đi mình sẽ không có gì. Cùng nhau sát cánh trong suốt 4 tuần thi, thật sự các thí sinh đã rất thân thiết với nhau. Nhưng qua mỗi tuần thi thì chắc chắn phải có một người phải ra về. Bản thân Can thì cũng không muốn điều đó. Ở tập 4 này các bạn hãy cùng Can đón xem những điều bất ngờ gì sẽ xảy ra. Chương trình Vứt Nhảy Ngàn Cân được phát sóng trên kênh VTV3 Đài Truyền Hình Việt Nam vào lúc 21:15 tối Chủ Nhật hàng tuần. Xin chào và hẹn gặp lại.